Dũng Văn Giang. Đấy, xi này. Đấy, cứ chờ vừa kéo bệ ra thì cây này hơi đẹp đấy. Các bác nhìn này, lùn lực. Hơn 20 phân một tí thôi. Đấy. Sang cây có ông nhạn này. Ô cây này cắt đi hết rồi. Cắt đi hết. Đấy. Để mai chữ phỉ. Đâu, si đấy. Si. Đây, tất của ông à? Ừ. À, chết cái tưởng của ông Thường. Thường đây. Chú từ cái này hết nặng. À, rồi từ cái kia. Chú có 6 cây thôi. Cây này hôm trước xung xuê này cắt đi hết. À, cây dăm tốt rồi. Cây cây cũng rồi. Ông này báo giá đi nào. Báo cây giá. Của Thường mà. Không, đây, 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 đây. Cây 6 triệu. Cây này 6 này, cái kia. 6 triệu đấy. 6, 6. Ờ, 6 tất. 6 tất, cây kia. Cây này tùng là 10 triệu. Tức là 4 cây này là đều 6 triệu. Ừ. 4, 6, 2, 4. Làm cả xe tùng 10 triệu. Ok, bác nhớ giá nha. Đấy, bây giờ cái này quê sao đấy ông nhỉ? Điện đất. À, điện. Hàng chậu, hoàn hàng chậu đây. Đấy, nguyên cái chậu chữ nhật cũ đây. Mỏng dính đây. Mỏng dính đây. Đấy, múc đi. Rồi, xong một cây. Sáng, sáng lan. Đấy, này cùng chất liệu này, một đôi cùng chất liệu này. Cùng chất liệu và cùng một chỗ ra đây. Năm cây của ông nhạn. 4, 6, 2, 4 là tức là 34 triệu tất cả chỗ này. 34 triệu. Xin. Ngon không ạ? Rồi, ok không? Tạm biệt gian hàng của ông nhé. Tiếp tục đấy, nhìn đẹp mắt lắm. Đẹp lắm. Đẹp. Dạ. Cái nào? Tốt quá. Bán trong nào này? À ấy thì Hưng à. Đang lấy một con làm biển ghê xuống. Ông lấy á? Phúc ảnh giáp xếp đấy. Cháu tầm 20 rồi. Chú về có con cái chả nhìn thấy. To con này cơ, siêu. Cao à? Cao bao nhiêu? Cao thế này nó như siêu này. Siêu à? Cái siêu à?
chưa chụp cháu xem nhé, cháu không có đi ra chợ tắt đường đó, không có thời gian vào ấy chứ. Đây nó hoàn thiện rồi, ra chợ thì có cái đấy. Ok. Ổi này, ổi kiểu như là chữ này là chữ gì không bác? Các bác nào am hiểu chữ nho? Xôi. Xem không bán nhé. À đây là tên của ai đây? Trung à? Không bán à? Không bán. Ghê quá nhỉ. Kiểu đoạn Long Gia này, này. Đấy, ổi đây. Lâu lắm mới thấy cái ổi hay hay này. Bể bãi này. Bể bãi. Rất giống một cái chữ nho gì mà tôi kiến thức hạn hẹp nên tôi không biết, không nhớ các bạn, nhưng mà nhìn xem phim tàu nhiều là nhìn thấy giống chữ nho, giống như phim vong phim trưởng đấy bác. Đấy. 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 Hồng hoàng mai này thơm thế. Mun đen. Lê Minh Tuấn này có cây gì đây? Có cây gì? Chuối. Chuối, đây hai cây chuối. 4 cây, 5 cây. À, 4 cây chuối gần kìa. Đâu, 2 cây chuối. Chuối này là bao tiền một cây này? 4 triệu. 4 triệu, mỗi cây 4 triệu. Cây nào cũng 4 triệu. Giá chuẩn luôn nhé. Giá chuẩn. Giá lên đường, giá giao lưu. Giá giao lưu nhé. Lâu lâu giao lưu. Các bạn nổ xuống đây vào. Mưa. Ra đây. Chuối Lê Minh Tuấn nhé. Lê Minh Tuấn, chuối 0919 nhé. 0919 833 608 nha. 608. Rồi, ok. Đây, đang quay cây của chủ nhân số điện thoại đây. Triệu à. Đấy, 1 triệu giả 500 rồi. 1 triệu giả 500 có người giả là vui rồi. À, mua online. Đấy, ôi bà chủ rồi. Đấy. Nhìn thấy bà chủ thích chưa? À, nhận trở đến tận nhà đi bà mẹ. Cứ nháo thoải mái đi. Ra. Ôi mà đẹp hết này. À, ghê quá. Cái này kiểu như là đang giao ban ấy. Giao ban. Đấy. Thế này là thế, 1 cộng 1 bằng 2 đấy. À 1 à 2. 2 cộng 2 thì bằng 3 đây. À 1 cộng 1 bằng 3 đây. Thế gọi là 1 cộng 1 bằng 3. Đấy các bác. Đưa đẩy. Đấy. Ok. Đưa đẩy. Đấy, cái gì không biết. À ruối các bác. Đấy, nhìn các bác thấy cái ruối cái dăm có thích không? Đấy, nghe chưa? Thân thiết thì nó mịn sạch rồi. Cái nghệ thuật. Quả kiếc làm khoáng rồi. Đây, vừa mới vặt lá. Xin lỗi chả biết cây của ai, chắc cây của anh Việt. Cây của anh Việt. Dây tín. Cái này đã từng báo giá một lần rồi. À, nghe đấy nhờ. Chủ nhân đây, đúng không? Cây này đẹp đấy nhờ. Bao tiền đấy anh? 8 triệu. Đấy. 8 triệu. Hình nhà Như đĩa xôi rồi. Đây có hai con thác cổ, con nào cũng dăm cùng. Con ở nhà đấy nhỉ? Con này thì là mới về đúng không? Đâu, con này của anh mười mấy năm. Cả hôm lên hình như không để ý. Em không để ý, con này mười mấy năm rồi. Đầu tiên đi chợ đấy. À thế à? Đầu tiên đấy. À. Chưa? Anh em thấy thích không?
thịt rằm kinh khủng luôn. Còn lại nổ lại số cái nhỉ? Anh em 0971 31 31 07. Ok, đã thấy, đã nhận thông tin. Đấy. Đấy, lại vào miền Nam cũng nên sang bên này. Ồ, cái này có cái gạo này, có cây này mới, cái gạo cây này bao tiền đấy chị? 4 triệu gạo ôm đá. Ok, cái này thân nó mềm nhỉ, uốn dễ. Việt ơi, ôm gạo về đây này. Nhà sẵn rêu làm thế nào sạch nhỉ, tích nhỉ. Xương cá nhìn kiểu như là sân cỏ này, sân cỏ mịn lắm, mịn lắm. Mặt sau đây. Đấy. Cái gạo 4 triệu. Còn mấy cái dúi kia đã không từng quay rồi. Đây là chưa đào rêu mang ra. À đây à. Đấy, có mua gạo về đỡ sợ đói này. Không bao giờ sợ đói. Đấy, hai cái dúi. Bên này nó ngậm kiểu như con ấy nhỉ. Mè rồi. Các ông cũng biết à? Có những phiên chợ nào có bà đây. Đấy, dưới đấy, dưới lùn đấy. Đây là cây gì mà gốc đẹp đấy ạ? Cây suối. Cảm ơn gì đẹp. Sung đẹp này mà bác ấy vẫn chưa cho lên đường này. Không ai gọi hay sao á? Khi bác Hưng này. Rồi. Kết thúc buổi chợ hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi nhé. Tôi bắt đầu vào việc một số cây.